Thầy chào các em đến với kênh của thầy Quang. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em tạo lối tắt của các cái website mà các em hay sử dụng ở trên màn hình, hoặc là các em tạo lối tắt của các cái phòng học online mà các em đang học. Các em nhìn thấy trên màn hình nè, thấy không? Các em thấy có các cái biểu tượng nè, toán, lý, hóa, văn, tin, sử, địa, vân vân. Đó, thì đây là biểu tượng của các cái phòng học Google Meet các em. Đó. Mỗi một môn như vậy chúng ta sẽ tạo một cái biểu tượng như vậy đó. Ha. Ví dụ như đến giờ học của môn nào thì các em chỉ cần nhấn vào biểu tượng của môn đó và các em đi thẳng vào phòng học, các em học luôn mà các em không cần phải mở mail hay là không cần phải mở lại Zalo để tìm lại những cái đường link. Có thể là lâu quá rồi thì các cái đường link nó bị trôi đi rồi các em ha, và nhiều môn nữa thì chúng ta tìm lại thì rất là khó khăn, sẽ ảnh hưởng đến cái giờ học của các em nha. Thì không riêng gì Google Meet nha, các em có thể là học bằng Zoom nè, học bằng Jawi hay là những cái ứng dụng khác thì các em hoàn toàn có thể là tạo được những cái biểu tượng trên màn hình như thế này nha. Rồi, thì để tạo được biểu tượng cho một cái website hay là một cái phòng học nào đó như thế này thì các em đầu tiên là các em phải có đường link nha. Thì đường link phòng học thì thường thì thầy cô gửi qua email, và bây giờ thì phổ biến thì thầy cô sẽ gửi qua Zalo cho các em nha. Thì bây giờ thầy sẽ mở Zalo lên nha. Đây. Ở đây, ví dụ như thầy cô gửi cho các em một cái đường link như thế này. Đường link này là đường link phòng học trên Google Meet. Rồi, đường link này là link của môn tin học nha. Thì lúc này các em nhấn giữ vào đường link nha. Rồi, các em chọn cho thầy là copy link. Nhấn vào copy link nè. Rồi, đã sao chép rồi ha. Thì lúc này các em thoát ra. Tiếp theo, các em thực hiện bước thứ hai là các em mở trình duyệt Google Chrome lên. Trình duyệt có cái màu xanh đỏ vàng nè, các em mở lên. Đó. Rồi, lúc này trình duyệt đã được mở lên như thế này. Bước tiếp theo là các em nhìn lên góc trên bên phải của trình duyệt, các em thấy có dấu ba chấm không? Đó. Các em nhấn vào dấu ba chấm nha. Rồi, các em nhìn xuống bên dưới nè, các em thấy có một là trang web cho máy tính, trang web cho M đó, nó bị khuất một phần rồi. Rồi, có cái biểu tượng màn hình này ha. Ở phía bên phải này có cái ô vuông nè, các em nhấn vào cái ô vuông này một cái nha, nhấn vào. Rồi, như thế là nó đã chuyển sang cái trang web cho máy tính rồi các em ha. Rồi tiếp theo nữa là gì? Là các em thấy cái ô là tìm kiếm hoặc nhập địa chỉ web không? Các em nhấn vào ô này một cái ha. Rồi, các em nhấn giữ vào ô này một cái ha, rồi các em buông ra. Đó, nó xuất hiện cái lệnh dán nè, các em nhấn vào dán ha, để làm chi? Để mình dán cái đường link lúc nãy mà mình mới copy đó. Ha, vào ô này. Rồi các em nhìn ở góc dưới bên phải nha, các em thấy cái nút OK không? Rồi các em nhấn vào OK nha. Nhấn vào. Đó, thì lúc này thì sẽ đang dẫn vào Google Meet nha các em. Đó. Như thế này. Xong rồi, các em nhấn vào dấu ba chấm ở góc trên bên phải một lần nữa nha, nhấn vào ba chấm. Rồi các em nhìn xuống bên dưới gần cái chỗ hồi nãy đó các em thấy là thêm vào màn hình chính, thấy không? Các em nhấn vào thêm vào màn hình chính nè. Đấy. Lúc này cái biểu tượng Google Meet nó đã hiển thị ở đây rồi nha. Rồi ở đây là gì? Ở đây là các em đặt tên cho cái biểu tượng này nha, đặt tên cho cái icon ở trên màn hình đó. Rồi thầy sẽ đặt tên là tin học nha. Tin học. Ha, quy link này là link của môn tin học ha. Rồi. Tiếp theo thầy nhấn vào thêm. Nhấn vào thêm nè. Rồi tới màn hình này thì tiếp tục các em nhấn vào chữ thêm nha, nhấn vào thêm. Rồi chưa xong nữa ha, các em đừng có vội thoát nha. Các em lại tiếp tục quay lại cái dấu ba chấm ở góc trên bên phải lần thứ ba nha. Các em nhấn vào đây lần thứ ba. Đó. Để làm gì? Các em nhìn bên dưới, còn chỗ là trang web cho máy tính. Lúc nãy chúng ta check chọn và bây giờ chúng ta nhấn vào check bỏ nha. Rồi các em thấy cái nút xanh xanh này không? Các em check bỏ nha. Rồi tại sao chúng ta phải check bỏ? Nếu như các em không check bỏ như vậy thì khi mà các em vào học á, thì nó sẽ vào Google Meet trên trang web nha, thì nó không bằng là Google Meet ở trên cái ứng dụng trên điện thoại nha. Do đó thì các em phải check bỏ. Rồi bây giờ mình thoát ra nha. Rồi mình sẽ quay lại cái màn hình lúc nãy. Đây thì các em nên dành một trang để mình chứa các cái icon môn học như thế này để cho nó thuận tiện hơn nha, nhìn nó cũng đẹp và thẩm mỹ hơn nữa.
Rồi các em thấy không? Cái biểu tượng cuối cùng nè là cái biểu tượng môn tin học mình vừa mới tạo ra đó ha. Rồi bây giờ đến giờ học môn tin học rồi, mình sẽ nhấn vào biểu tượng môn tin học để mình vào học nha. Đó các em, Google Meet đang được mở lên ha. Lúc này nó dẫn vào ứng dụng Google Meet ở trên điện thoại luôn. Đó. Rồi ở giao diện này thì các em sẽ chọn một cái Gmail để mình tham gia học. Rồi thầy chọn Gmail nè. Sẵn sàng tham gia. Rồi để các em, nó đã bật lên được như thế này rồi. Tiếp theo các em nhấn vào yêu cầu tham gia. Rồi bây giờ mình sẽ chờ thầy cô cho mình vào học thôi. Rồi, như thế là mình đã vào được phòng học rồi đó các em. Đó, các em thấy không? Các em đã vào được phòng học thành công rồi đó. Rồi, các em thấy rất là thuận tiện không? Đó, các em chỉ cần nhấn vào là vào thôi. Không cần phải tìm lại link, không phải cần phải mất thời gian nữa. Rồi, chúc các em học tập thật tốt. Rồi, các em nhớ subscribe kênh để đón theo dõi những video tiếp theo nha. Rồi, chúc các em thành công. Bye bye và hẹn gặp lại các em trong những video tiếp theo.